xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Akira với lại Ái Phương vừa mới quay xong chương trình chuyện showbiz. Thì hôm nay sẵn dịp có cái đàn ở đây mà Akira cũng vừa mới biết là Ái Phương biết đàn nữa, giỏi thiệt, hâm mộ quá nên kêu Ái Phương đền tặng, hát tặng cho Akira một bài, sẵn tặng cho tất cả các bạn đang theo dõi một bài hát ha. Do cái này là Phương bị ép vô tình nguyện tặng được. Nhưng mà nói chứ Phương cũng rất là vui khi mà hai những cái dịp giao duyên hôm nay, cho nên là Phương xin đánh một đại có hơi dở với xíu xíu thì mọi người cũng hãy bỏ qua cho một tràng vỗ tay. Cảm ơn anh Akira rất nhiều. Chúc cho mọi người sẽ có một tháng 12 được là vui ạ. Merry Christmas, Happy New Year. Cảm ơn cả mọi người nha.